Cho nên là khi mình nghe cái đó thì mình để ý cái việc đó. Có khi mình làm phước bây giờ mà thời gian sau mình phải thọ lấy cái quả phước đó. Rồi có khi thì mình hưởng cái an lành bây giờ là do cái phước báo đời trước, chứ không phải là nó quay trả liền. Do vậy cho nên sự việc mà nó diễn biến như thế thì mình hiểu rộng rãi như thế thì mình không có trách móc, không có than phiền, không có trách móc gì ai hết. Còn tôi cũng nói thêm về cái bữa quà trung thu vừa rồi đó, thì tôi cũng chưa biết vì một cái lẽ gì mà có thể nói là cái bữa quà trung thu vừa rồi ở tỉnh Tây Nguyên, Thái Hội An đó, thì là nó rất là vui, rất là vui, tất cả mọi người đều vui, vui thật là vui. À, cái việc mà đi phát quà cũng vui, mà về rồi là bỏ bụng lót lòng cũng tự tại cũng vui, mà nó không có nghi lễ gì khách sáo hết, nhưng mà rất là vui. Thì cái cô Hiếu Ngọc lại cổ không phải là nhà nghề gì, nhưng mà cổ đi quay cổ lấy được cái đĩa đó, cô làm cái đĩa, tôi thấy tôi coi cũng là vui nữa. Cho nên các vị mà có cần ha thì tìm lấy cái gì đó để coi cho vui, rất vui. Mà cái gì lạ tôi không biết, mà những năm trước chưa bao giờ tôi đi giáp các cái lớp học của các em, mà năm nay mấy chục lớp học tôi tới, tôi chào cô giáo rồi tôi chào các em từng lớp học. Cái đó là cái mà không biết là cái gì. Có phải là tôi chào lần cuối cùng trong tôi cuối cùng hay không? Tôi nghĩ vậy. Mà cũng có thể lắm, cũng có thể. Năm nay thì đi phát từng phòng hết, mà Phật tử tất cả mọi người đều vui hết, tôi cũng vui từng phòng nào từng cô giáo chúc mừng. Thế là công việc bên ngoài là như thế. Còn như cái câu hỏi này á, nó nhiều cái hỏi lắm. Không hỏi Như Lai nhập định mấy lần ha? 7 lần, tại sao đến 7 lần hồi nào vậy? Chứ theo tôi thấy thì Như Lai, ôi biết là bao nhiêu lần mà nói, đâu phải 27. Như Lai là luôn luôn là thường trú ở trong thiền định đó. Cái đó thì từ từ rồi là mình nghiệm nó ra thôi, chứ không phải là 27 lần thôi đâu. Bữa nay mình học cái đoạn rồi Đức Phật dạy là người tu hành tinh tấn thường giữ chánh niệm, niệm sáu cái đối tượng, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Thì cái chỗ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, cái bữa rồi đó thì tôi triển khai là rõ rồi đó. Niệm Phật là niệm cái Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, lúc nào cũng hiện hữu tồn tại, tồn tại ngay trong trí, trong óc, trong tim của chúng ta. Phật đó là Phật tánh ở khắp mười phương ba đời, không có chỗ nào là không có cái Phật tánh thanh tịnh đó. Mà mình niệm cái tánh thanh tịnh đó là mình niệm Phật. Cái tánh của các pháp vẫn là thanh tịnh,
pháp cùng bản lai thường tự tịnh diệt luôn. Các pháp từ xưa nay nó tự vẫn là nó tự tịnh diệt. Mình niệm được cái pháp tịnh đó đó thì mình không bị cái không bị cái sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho nhiễm ô. Nếu mình bị sắc thân hương vị xúc pháp nó làm cho mình nhiễm ô thì cái pháp đó gọi là pháp trần. Sắc thân trần, người mà niệm pháp mà có học có tu Phật dạy đó, ta niệm pháp rồi, người ta không phải là niệm sắc thân hương vị xúc pháp mà không phải là lục trần, mà là đó là sáu cái đối tượng của sáu căn. Mình có thể gọi đó là sáu căn, lục căn và lục cảnh chứ không phải là căn. Mà khi mà nói tới lục căn và lục cảnh thì lục căn không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai, lục cảnh là sắc thân hương vị xúc pháp cũng không hề là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Đấy, thế thì mình niệm đó là niệm Phật tánh, niệm pháp tánh là gì? Tánh của vạn pháp vẫn là thanh tịnh đó chứ. Nhận thức được hai tánh nó kỹ càng là gọi là niệm tánh. Cái tánh hòa hợp đó gọi đó là tăng tánh. Nó niệm như vậy gọi là niệm nhất thể tam bảo. Niệm đó quý hơn là mình niệm bài ra tiếng mà niệm lớn. Ra tiếng mà niệm lớn đó thì ta gọi là cao thâm niệm Phật. Ra tiếng niệm lớn, cái niệm đó là cái phương tiện sơ đặt là trong các cái phương tiện. Cho nên tôi nói cái này là có khi các Phật tử là chưa có đi sâu vào đạo Phật là không hiểu đó. Thì nói rằng là bác bỏ hay là đánh đổ. Chứ tôi nói ví dụ như là hôm nay tôi giảng Phật thất ở trên cái chùa Phúc Long đó. Các Phật tử đó ta cũng tổ chức cái một cái chi nhánh Phật thất đó. Tôi có giảng đó. Thì các Phật tử đó niệm ở trong cái khóa Phật thất đó là niệm Phật lớn tiếng và đồng loạt niệm nhau, bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm người và đồng niệm lớn lên giống nhau. Thì cái đó không phải là sai trái gì nhiều, muốn tội lỗi gì nhiều. Nói về sai trái và tội lỗi thì không có, nhưng mà nói về cái cách tu hành đó, tôi như vậy đó là cái phương tiện sơ đẳng của các vị thiền sư, các vị pháp sư, người ta mở cái phương tiện vậy. Thế niệm như vậy thì chưa có đi sâu được. Mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng á, như tôi triển khai đó, gọi là nhất thể tam bảo, có chỗ tôi gọi là đồng thể tam bảo, không có niệm lớn. Không cần phải niệm lắm, mà niệm như vậy rồi niệm tánh thanh tịnh bản nhiên đó là các vị ngồi ăn cơm mà các vị cũng niệm Phật. Cái tâm của các vị mà thường tinh tấn đó, thường để cái tâm mà tư duy quán chiếu trên cái mục tiêu giải thoát giác ngộ đó, thì ăn cơm cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, lặt rau cũng niệm Phật, phơi quần phơi áo ủi đồ cũng niệm Phật. Thậm chí là đi vô trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà mình làm những cái việc trong cái phạm vi đó mà cái tâm Phật, cái Phật tánh của mình nó vẫn hiển hiện như thường. Cái đó đó, bởi vì cái đó nó đâu có rời mình được. Cái đệ nhất nghĩa không của mình nó đâu có rời mình. Mình đi đâu là đệ nhất nghĩa không của mình vốn có mà. Đệ nhất nghĩa không là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng của mình đó. Khi mình bỏ hết cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tận sang, mình bỏ hết cái tham tài thân sắc thân danh tâm lợi, mình gặp
để nhất nghĩa không, mà để nhất nghĩa không cũng gọi là một tánh nào phẩm ra đó. Cho nên là mình trụ được ở trong cái tánh thanh tịnh bao nhiêu đó, bỏ hết cái lục dục, cái thất tình đó, cái ngũ dục, cái thất tình đó, thì mình đi đâu là coi như là mình không rời Phật. Cái này là hơi khó, nhưng mà mọi người lớn tuổi rồi, môi trường hoàn cảnh là ổn định rồi, kinh tế ổn định rồi, sự nghiệp ổn định rồi, lớn có tuổi rồi, ứng dụng cái niệm Phật nhất thể tam bảo này hữu hiệu vô cùng luôn Phật. Còn như cái tuổi trẻ thì đương nhiên là áp dụng cái này chưa nổi đâu, có nghe thì cũng học để mà hiểu rồi á, khi mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống mà tương đối ổn định rồi đó, thì các vị mới thấy rằng là cái nhất thể tam bảo, đồng thể tam bảo này là nó hiển hiện, nó thường xuyên đó, ở trong đầu, trong tâm, trong trí của mình. Rồi các vị có một sự an lành kỳ quặc mà người thường biết được, khác lạ hơn người thường không biết được. Bởi vì các vị buông bỏ, nó xong xuôi hết. Trong kinh nó có cái bữa cơm mà các vị tăng đi ăn cơm rồi tụng kinh, nói câu kêu bằng sở tác giai biệt cụ chư Phật pháp. Sở tác giai biệt nghĩa là coi như mọi việc đã xong hết. Về tài sắc là dân là thực là thủy, ta đã dành trong thời gian bao nhiêu năm, bây giờ đến tới cái giai đoạn tỉnh ngộ rồi, ta buông bỏ cái tài sắc danh thực thủy. Thì kinh tế gia đình là hoặc là do bản thân mình tích lũy, hoặc là do con cháu nó ủng hộ, thì mình không lo làm kinh tế nữa. Từ đó mình cái chuyện mà là tiếp nhân xử sự giảng lai thù tạc đó, mình thấy rằng là cả mấy mươi năm trời chỉ là tiếp nối sự đau khổ, sự phiền muộn dài dẳng mà thôi. Cho nên bây giờ cũng không cần giảng lai thù tạc. Cái nào cần làm cho lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì có thể làm, còn bạn không lấy cái mục tiêu đó mình không làm nữa, không cần giảng lai thù tạc nữa, không sợ tiếng khen chê phải quý tầm thường nữa, thế là mình có sự an lành, khinh an giải thoát của đạo Phật, rất là sung sướng. Ta gọi đó là niết bàn, trong kinh gọi đó là niết bàn, vậy đó. Thế thì cái ba cái viên ngọc quý, ba viên ngọc quý là Phật pháp tăng, thì cái này là của thiền sư Nhất Hạnh đề xuất ra cái ý đó. Phật pháp tăng gọi là ba viên ngọc quý, chứ mình dịch từ lâu rồi gọi là ba ngôi báo đó, nào mới chính xác. Pháp tịnh, pháp tu thì đó gọi là ngôi. Thành ra thiền sư Nhất Hạnh thì nói rằng là Phật là người đưa đường chỉ lối cho chúng con, pháp là cái pháp mà là con đường xây dựng cái hiểu biết và cái tình thương. Tức là mình học pháp thì mình có tăng trưởng cái từ bi và trí tuệ. Mà nói cái nghĩa bóng ra đó, thì pháp là những cái lời dạy của Phật ghi thành trong ba tạng kinh điển để hướng dẫn cho ta cái hiểu biết, mở mang cái trí tuệ và phát khởi cái lòng thương. Thành ra đó là viên ngọc quý thứ hai. Còn tăng là cái người mà đi trên con đường hiểu biết cái tình thương đó, nên tăng là cũng rồi từ cái đó mà truyền đạt lại cho mọi người cũng đi trên con đường hiểu biết, con đường giác ngộ giải thoát, đi trên con đường là hiểu biết về tình thương. Các vị đó người ta hướng dẫn mình, do vậy cho nên là đối với tăng cũng là một viên ngọc quý. Nhà ai mà có ngọc quý là nhà đó không nghèo nàn đau khổ, ưu tư sầu khổ về vấn đề ăn mặc ở sống. Còn ai không có thì gọi đó là nhà nghèo cực khổ.
vậy cho nên là người có đồng quý là người đó được xuất siêu. Người nào có qua diện đương tội với Phật Pháp Tăng bao nhiêu ngọc quý thì người đó có được an lành, có được hạnh phúc, có được sung sướng. Cho nên là cái từ mà Tam Bảo là nói bao nhiêu ngọc quý thì tôi đồng ý với cái từ đó. Diễn đạt theo một ý tưởng là mới mà nó có tính chất rất là cụ thể. Thay vì mấy lúc nay mình gọi là Tam Bảo là ba ngôi bảo. Ba ngôi bảo đó có thể biết đâu là mình ăn cắp của Thiên Chúa Giáo nhỉ? Nhân cha và con và thánh thần, amen. Là cái nhân danh như thế rồi ta gọi là đức Chúa Cha, đức Chúa Con và đức Chúa Thánh Thần, gọi là ba ngôi bảo. Ba ngôi là gì? Đức Chúa Cha là một vị thượng đế thiêng liêng tột đỉnh, đức Chúa Con là cũng là một vị chúa, một con người, và đức Chúa Thánh Thần cũng là con người. Thành ra ta dùng ba ngôi bảo là đúng. Một mình á mà mình nói ba ngôi bảo Phật Pháp Tăng là xét lại thì nó không đúng nghĩa. Cho nên nó ba viên ngọc quý thì tôi cho rằng là cái đó nó thích đáng hơn. Vì chỉ ngôi bên kia nó có nghĩa là giống như là địa vị ngôi vua, ngôi quan, ngôi cao, ngôi thấp. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ tới niệm giới. Niệm giới là niệm thế nào? Phật tử tại gia thì có 5 giới. Phật tử xuất gia thì có 10 giới. Còn như tỳ kheo ni thì là nó mấy trăm giới. Mà nếu như mình niệm cái giới đó đó, thì theo tôi biết là hiện giờ là chỉ có một tháng tụng hai lần tụng giới. Do vậy cho nên là không có ai thuộc hết. Chỉ có thí dụ như 5 giới với 10 giới. 10 giới là đời nay cũng không có thuộc. Đời các thầy sa di đi ngày nay cũng không có thuộc lòng đâu. Ở như thời kỳ của tôi học đó thì hồi đó là phải thuộc lòng. Cho nên là cỡ như bây giờ là sa di 10 giới sa di là tôi có thể đọc thuộc lòng như tụng kinh Di Đà thuộc lòng vậy. Nhưng mà bây giờ thì đời nay ít, không ai bắt học thuộc lòng. Và những người học họ cũng không muốn học thuộc lòng. Thế thì là niệm giới đây á, mình không cần phải nhớ mấy giới rõ rệt, mà mình nhớ đại khái thôi. Mình tự tại gia thì 5 giới, nhớ đại khái, lộn tới lộn lui cái nào cũng được, không sao hết. Nói trước nói sau không sao hết. Giới. Nhưng mà nếu cái người nào mà thuộc kỹ thì là đương nhiên là quý hơn rồi. Thứ lớp. Mà mình nói thứ lớp đúng, tức là mình thuộc kỹ. Thuộc kỹ là mình nhớ kỹ quý hơn rồi. Còn như giới tỳ kheo thì không ai thuộc lòng. Mấy trăm giới thì sao thuộc nổi. Bồ Tát giới vậy nhiều quá không có thuộc lòng. Vậy thì niệm giới là niệm cái gì? Đây tôi đề xuất ra là các vị để ý mà học mà không. Chứ mình câu nệ thì câu nệ chỉ là làm việc phiền toái thôi. Cũng như cái câu hỏi nãy Phật nhập định xuất định mấy lần nó đếm gì? Tôi không bao giờ tôi đếm cái đó. Mà Phật là nhập định xuất định đều đều. Cỡ như tôi về tôi còn nhập định đều đều mà. Tôi nhìn tôi đi đường vậy là cả bao nhiêu chục cái thức định tôi nhập định, cả bao nhiêu chục cái xuất định. Có lần nhập định là có lần xuất định. Xuất định ra rồi mới vô cái định khác chứ. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nghe nói là các vị đi cứu trợ mà tai nạn vậy là tôi nhập một cái định rồi. Nhập cái định là không phải là mình gọi là đi làm phước rồi mình phải đòi cái phước liền đâu nhé. Do vậy cho nên vấn đề là vô thường lão bệnh bất chữ nhân kỳ triêu tùng tình trong sách ra như thế là một chân lý khác, mà còn làm phước là một cái chân lý khác. Đã thế là một lần nhập định rồi mình tư duy như vậy xong rồi á, thì bây giờ thì vô thường lão bệnh bất chữ nhân kỳ giúp như giường lên giường dụ việc sống ngày nay không biết được ngày mai là một chân lý khác.
Thế thì là mình suy tư xong rồi là xuất định. Nghĩa là vấn đề đó, cái đối tượng thiền định tư duy đó đã qua, bây giờ gặp cái đám cưới khác. Giờ đi ngang là gặp đám cưới, tôi đi về có bữa 50 cái đám cưới một lần. Trên cái đường tôi đi, bởi vì đường của tôi đi là cái đường mà công nhân hãng xưởng, thành ra họ làm đám cưới thì là cả 50 đám cưới lần. Tôi nói là đám cưới một lần 50 đám cưới là vui đấy, nhưng mà cuộc vui những ước vô ngần, thế nào hay vui vật là nhân giác sầu đấy. Vậy đó, vui là vui vậy đó, nhưng mà không bao lâu rồi là đau khổ tràn ngập. Thì mà hỏi coi được bao nhiêu người từ trắng răng tới thỏ bạc đầu mà vẫn vui vẻ bình yên, rất hiếm có. Mà có thì nữa là cũng là kéo lê cái sự đau khổ, rồi phải nhẫn nhục, rồi phải tha thứ, rồi không hàn gắn được ở bên trong, nhưng mà chỉ hàn gắn được bên ngoài, vì con, vì cháu, vì dư luận của xã hội. Chứ còn cái an lạc thật sự là không có. Thế thì mình nhìn cái đám cưới cũng nhập một cái định, để qua cái giai đoạn đó là xuất định. Tại đấy là định, là thiền định là vậy, là tư duy, là quán chiếu. Cho nên Đức Phật là nhập định dài dài, nhập xuất định dài dài, chứ đâu phải học mãi lần, không cần phải nói học mãi lần. Cho nên là vấn đề định giới nè, nói gọn là phải cái tâm của con người mà tu hành đó là luôn luôn là phải lấy cái bồ đề tâm làm cái trọng tâm, làm cái mục đích hết. Thường thường là phải lấy cái tâm bồ đề làm cái điểm đến, cái đích đến. Phát cái tâm bồ đề thì gọi là phát bồ đề tâm. Mà chữ bồ đề tâm là tôi xin nhắc lại là phát cái tâm hướng về giác ngộ và giải thoát. Cái người nào mà thường xuyên để cái tâm mình hướng về giác ngộ và giải thoát, mình giữ được cái tâm đó luôn luôn, ta gọi đó là bồ đề tâm kiên cố. Cho nên là trong cái hàng tu hành của người đạo á, người ta viết cái lá thơ xong rồi cứ câu cuối cùng chúc Phật tử hay là chúc thầy, chúc đi trưởng đi con là bồ đề tâm kiên cố. Câu đó coi vậy chứ quan trọng lắm, phải bồ đề tâm kiên cố thì cái người đó tu hành nó mới có, mỗi ngày nó có triển vọng đi lên. Còn bồ đề tâm mà không kiên cố hả, thì giống như là mưa rồi nắng hạn 5-6 tháng rồi lại mưa rồi nó mưa cả tháng rồi nắng cả tháng mới mưa nắng, thì cây cối cỏ qua làm sao mà tốt được. Phải nắng chừng 3 ngày phải lần mưa, 3 ngày phải lần mưa đều vậy thì cây cối nó mới tốt. Còn ngày nào nắng gắt không mưa thì là 4-5 ngày mưa, nhưng mà còn có những ngày giữa đó thì nắng không gắt mà vẫn có cái độ ướt của xương thì cỏ cây nó mới sinh trưởng được. Chứ nắng 10 ngày mưa nắng rồi nắng 3 tháng mưa nắng thì cỏ cây qua lá họ không tốt được. Chứ. Cho nên cái từ bồ đề tâm phải chúc nhân là kiên cố. Nghĩa là phải lấy cái giải thoát và giác ngộ làm cái đích hướng vào đó. Hay cái đó cái khó đó lắm đó chứ, quên mất cái tâm bồ đề thì nó sẽ đi lệch vào con đường ma. Kinh Quan Nghiêm đã nói như thế, Quan Nghiêm quên mất cái tâm bồ đề là mình sẽ đi lệch vào con đường ma. Thật ra là mình phát bồ đề tâm thì cái tâm đó tức là cái tâm và hướng về giác ngộ thì giải thoát. Mà tôi nhắc là giác ngộ rồi mới có giải thoát. Mà giác ngộ là
phải có tính tinh tấn, có tính tinh tấn mình phải có tính niệm, mình có tính tư duy, tinh tấn hướng về Bồ Đề Tâm, hướng về về giác ngộ vậy đó. Rồi phải giữ tính niệm, mình phải có tính tư duy, có tính niệm tính tư duy tức là mình tu thiền, có tính tư duy là mình có đối tượng để mà tu tập thiền. Cho nên là học đạo cho kỹ rồi, tôi xin tất cả Phật tử để ý phát tâm đi trên con đường đạo, phải có cái mục tiêu của mình hướng về cái giác ngộ gọi là Bồ Đề. Mà giác ngộ tức là quả vị Phật đấy. Giác ngộ là phải nhận thức chân lý, hướng về giác ngộ là mình phải hướng về cái điểm mà mình phải đặt cái trọng tâm mình luôn luôn là hướng về chân lý để nhận thức chân lý. Mà muốn hướng về chân lý, nhận thức chân lý là mình phải tập tư duy, mà tư duy tức là tu thiền rồi. Phải có gì vậy? Tu đọc bằng thiền mà không có kết quả là phải học. Tư duy quán chiếu với nhận thức chân lý. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thời gian mà tu tập dài đi học 6 năm mà. 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm học. Là trong thời gian dài đó, mười mấy năm đó là lớp là thâu thập ý kiến của các sa môn và la môn các đạo khác. Thâu thập rồi đem về với tư duy, quán chiếu thiền định. Thấy rằng chưa có cái nào đem lại kết quả. Và cái mà Đức Phật và thông thập cao nhất của các sa môn và la môn đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cái định cao nhất của trong cái quá trình mà Đức Phật đi học đạo. Mà Đức Phật vẫn học được gọi là tức không. Đức Phật thiền định thấy rằng là cả pháp giới mười phương không có gì hết, trống rỗng không có gì hết, thấy nó trống rỗng. Nói một cách khác là lúc đó là đạt tới cái chân lý là thấy được các pháp vô ngã rồi, cho nên thấy trống rỗng không có gì hết. Tôi cái không vô biên xứ định rồi lại hỏi ông thầy. Thầy ông dạy ông nói ông tu vậy là tốt, vậy là ông thành tựu nhanh, vậy là ông phải tu tập cái định thứ hai là thức vô biên. Bởi vì không vô biên là đó là cái khách thể tự nhiên của vũ trụ. Ông tư duy ông quá chứ ông thấy được cái không vô biên tức là ông thấy được cái phần khách thể của vũ trụ vốn vậy, vốn không có gì. Vậy thì bây giờ phải phát huy cái chủ thể, cái chủ thể năng quán, là ông phải thấy rằng là cái không đó nó có đó, tự nó là không á, thì làm sao có nó được. Cho nên là nói cái không vô biên thôi vũ trụ chưa thành tựu được, nhưng mà bây giờ ông thấy được cái đó. Ông tư duy ông quán chiếu thấy được cái tánh không của vũ trụ là ông thấy được một mặt, đó là khách thể. Bây giờ ông phải tu thức vô biên xứ, nghĩa là ông thấy ông tư duy ông quán chiếu chừng nào mà ông thấy rằng là cái bầu hư không mênh mông gọi là không vô biên ấy, thấy hư không vô biên tới đâu thì ông phải biết rằng cái thức của ông nó cũng vô biên tới đó. Ông phải tu cái định đó. Bởi vì nếu hư không mà không có khách thể mà không có chủ thể thì là cái khách thể nó có với ai? Gọi là thấy mà không có cái đối tượng thấy thì thấy cái gì? Vì vậy cho nên là không vô biên là khách thể mà thức vô biên là chủ thể. Ông phải tư duy quán chiếu rằng là
hễ hư không trùng khắp pháp giới cỡ nào thì cái thức của ông nó cũng trùng khắp pháp giới cỡ ấy. Cũng như bây giờ tôi nói ví dụ, giờ tôi cầm đây là cái điện thoại di động, không gian trùm khắp thế nào thì tôi bấm cái nút điện thoại di động này nó cũng đi tới đó. Ví dụ như cái hành tinh địa cầu mình ha, mà nước nào mà có văn minh mà có chế tác được cái đài vô tuyến điện á, thì ở đây mình bấm cái nút gì thôi là nó bên Anh, bên Úc, bên Mỹ, bên Nam Châu đều là có cái âm thanh đi tới á. Và sự thật nó vậy, sự thật là vậy. Thứ không trùm khắp cả cái quỹ đạo của quanh địa cầu nó là bao nhiêu thì cái âm thanh nó cũng đi tới đó. Còn hơn thế nữa, ngày nay là cái ánh sáng, cái tốc độ của ánh sáng người ta soi rọi từ đây qua tới mộng tinh, diêm dương tinh, lân tinh gì vân vân. Thế thì ở chỗ nào có hư không là có vật chất, chỗ nào có hư không là có vật chất, mà có vật chất tới đâu thì có tinh thần tới đó. Bởi vì trong cái luồng điện của nó đi trong ánh sáng là cũng là tinh thần đi theo đó, chứ đâu có tự nhiên mà cái luồng điện nó có. Ánh sáng đi 300.000 một giây, 300.000 cái số một giây, thì ánh sáng nó đi đây qua mộng tinh là bao nhiêu tháng à, thì cái thức của mình nó cũng có đi theo cái đó. Vì vậy cho nên là ông cũng không chuyên viên rồi, là cách thể, ông phải biết rằng là cách thể nào cũng có cái chủ thể của nó. Đây, thế thì Đức Phật về tu thời gian mấy ngày nữa, bằng lại báo cáo tới, dạ tôi thấy được cái thức của kia rồi. Thế thì ông thầy nói, chắc ông tu giỏi, mau quá. Tôi những cái điều đó tôi tu thời gian cũng phải lâu lắm mới được, mà ông tu như vậy là ông thật sự mau lắm, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ ông phải tu một pháp nữa. Chủ thể có thể có rồi, bây giờ tới một cái bước thứ ba là chủ thể có thể đều xóa bỏ hết. Đó là ông về ông phải tư duy quán chiếu, ông tu cái định cái bằng vô sở hữu. Sở hữu rồi, không có gì hết, không vô biên, không có gì hết. Cộng thêm cái thức vô biên thì nó có chủ thể cách thể rồi. Khi đã có rồi thì bây giờ phải xóa bỏ đi. Đó là vô sở hữu xuất định. Đừng thấy con. Đừng thấy có gì hết, có mà không có, không có mà có. Cũng như bây giờ mình biết được rằng là trong cái không này là hình ảnh vô số nè, hình ảnh trên TV trên thế giới này bây giờ nó phóng ra vô số trên này nè. TV thường của mình bắt được mấy kênh, mà TV cáp rồi gì đó đã bắt được mấy chục kênh trên thế giới. Còn cái thứ mà diện tích trên trời thì nó vô số trên thế giới đều nó thâu vô đó. Thế thì là trong cái không bao la này là có hàng hà sa số, thứ hình ảnh, thứ âm thanh, thứ ngôn từ, thứ màu sắc, nó vẫn có trong cái không này. Vậy mà bây giờ đó, nếu mà mình nhìn bằng cái mắt thường này, mình không hề thấy cái gì hết, không hề nghe cái gì hết, không hề biết cái gì hết. Do vậy cho nên là phải tu cái định gọi là vô sở hữu. Có hết à, có rồi đó, biết nó có rồi đó, nhưng mà bây giờ phải tu là có vậy chứ mà không phải có thiệt. Thế thì giờ tôi quyết định cái một vô sở hữu xứ, đừng thấy có, thức vô biên là có, biết được cái không vô biên, nhưng bây giờ là phải bỏ biết, bỏ cả cái không vô biên, thức vô biên, thành ra vô sở hữu xứ, định, tôi quyết định không có gì. Thì tôi định là thấy không có gì hết thì cái tâm hoàn toàn nó rỗng ra, nó thanh tịnh. Nhưng mà mình rỗng ra thanh tịnh rồi đó, mà mình chưa chết rồi mình còn
sống, mình còn đề xuất mình là người chủ thể tư duy quán chiếu, vậy là mình còn. Thế thì là về hỏi ông thầy, ông thầy ông dạy vậy là ông phải tu phi tưởng phi vi tưởng. Phi tưởng phi vi tưởng xác định, tu định đó là cái tư duy quán tưởng khô không còn. Nhưng mà còn cái tư duy quán tưởng vi tế vẫn còn. Bằng cớ là ai tu định nào rồi mình gì vẫn còn cái mà. Thì mình vẫn còn, có nghĩa là cái tư duy thô trọng của mình đó, là mình loại bỏ ra hết, nhưng mà nó vẫn còn cái vi tế, thật là vi tế, cái đó vẫn còn. Thì Đức Phật Thích Ca hỏi cái đó rồi về tu cuối cùng vẫn thành tựu được cái phi tưởng phi vi tưởng xuất định. Tu một thời gian rồi tỉnh tọa tư duy một thời gian rồi thấy ra thì ủa vậy thì mình được cái gì? Không có biên, khách thể không chịu, cộng vô thức vô biên là chủ thể. Chủ thể khách thể có rồi, rồi thấy là cái có mà không phải có, không phải có mà có, là vô sở hữu xứ. Mình thành tựu cái đó được rồi. Rồi còn cái phi tưởng phi tưởng này có nghĩa là mình bỏ hết tưởng, nhưng mà mình vẫn còn là một con người, vẫn còn sống. Mà còn sống như vậy là còn tưởng, chẳng qua là cái tưởng này không phải là tưởng thôn. Cái tưởng này là không có vui mừng buồn giận thương ghét thì hơn thua tốt xấu, chứ mình vẫn còn đây, còn hiện hữu đây. Thì lúc nào đó cái tưởng thô đó, cái tưởng quy tế đó nó bộc phát ra, nó thành ra cái tưởng thô trở lại, thì mình đâu có được gì. Do vậy cho nên là những người mà tu phi tưởng phi vi tưởng xác định vẫn còn là những người ở trong tam giới. Bởi vì lúc nào đó mà mình không ở trong thiền định tư duy sâu sắc là nó có thể bộc phát trở lại những cái vô minh đó. Cái vô minh của thập thiền thập sử nó có thể trở lại. Đấy, cho nên Đức Phật nói dạ thưa tôi xin cảm ơn thầy, thầy đã hướng dẫn cho tôi. Nhưng mà để tôi xin cáo, Đức Phật đi tu riêng, tìm tới cội bồ đề, tư duy quán chiếu riêng, thì Đức Phật mới thấy cái chân lý của Đức Phật. Cho nên là trên con đường mà học đạo là phải tu tập, phải tập thiền định. Tôi nói ví dụ như tôi nói nãy giờ các vị, tôi nói họ không hết lời được đâu, diễn tả khó, không diễn tả lắm. Nhưng mà tôi vẫn phải đi sâu vào các cái thức định đó. Phải có thật sự là đi sâu vào các thức định đó mà tu tập. Và thật sự gọi là tam giới vô an, hay là tu cả cái định phi tưởng phi vi tưởng xíu của tứ không định vẫn còn là luân hồi sinh tử là đúng. Chẳng qua là cái tưởng tham tài tham sắc tham danh tham lực tham tỳ, nghĩa là phần chân thân sợi yêu ghét muốn cái thô nó hết, nó lấp xuống, mà nó còn cái tưởng phế chưa diệt được, thì ngày nào đó nó nổi lên thôi. Cái nước mà lấp trong cỡ nào là trong, nhưng mà cái ly nước mà không bỏ được hết cái cặn đục, thì dầu lấp trong cỡ nào đi nữa, bao sâu đi nữa, có ngày nào đó dao động lên ra thì cái cặn ở dưới nó trở lên. Chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật bỏ cái đỉnh cao nhất của tứ không, Phật vẫn không thích nhận. Thế thì Đức Phật cuối cùng là Đức Phật chấp nhận cái gì? Cuối cùng rồi là Đức Phật nghĩa là tu tập rồi. Đức Phật cái thấy ban đầu là thiên nhãn của mình. Thiên nhãn mình. Thấy tất cả hiện tượng vạn vật trên quả đời này là vô ngã. Nói mà cảm biến để là bị thua đó nha. Vô vào cái cơ sở của quận mà đạt đạo cái đã, đừng có
miệng lại lục khấn trái, bỏ tiền bỏ bạc gì bao nhiêu đi nữa mà các vị rời bỏ cuộc là các vị phải thấy cho được vật chất là vô ngã. Tức là sắc cũng vô ngã, sắc cũng vô ngã tức là thấy vật chất. Nói chung cái từ vật chất, tất cả những cái gì có hình dáng, có sắc đẹp, có chất liệu đều là vô ngã. Vậy mà có, gọi là vô ngã mà nó có. Vậy thì có đây là cái có nhiều sắc. Đấy, cái đó là phải nắm thôi. Mà thân mình đây là cái giác vẻ này, là cái sắc thân này, là vật chất này, là sắc này. Phải thấy được cái mắt vô ngã. Và khi mà nhận thức được nó là vô ngã, nó không có cái bản chất tự nó, thì nhận thức cái chân lý thứ hai là nó không có ngã, nó không tự nó sinh ra nó. Vậy mà nó có là tại sao nó có? Là do duyên sanh. Do cái này có mà cái kia không, do có gạo có cộng với muối, do có gạo có muối để cho người ta ăn cái gì cộng với rau muống, do có gạo có muối có rau muống cộng với tàu hũ, cộng với tàu hũ muối rồi đường rồi bông còn, rồi còn ví dụ như phần tử đi ra thì cộng với tép luộc, thịt thai cộng với gà. À, nếu mà gà không có H5N1 thì ăn luôn cả trứng đó. Nó cộng vô vậy mà nó sinh ra cái vật chất. Do vậy cho nên là vật chất thì có đó, mà kỳ thật truy nguyên ra không có cái nào là gốc nguồn vật chất. Thế là thấy được cái tất vô ngã của sắc pháp. Thái thiền cái này hay vô cùng mà các vị không chịu, đừng có học cái gì nữa không. Thấy được sắc âm vô ngã rồi các vị lấy ngay chữ thức âm. Thức âm vô ngã có không? Thế thì thức âm nó gồm có. Nói là thích thì cho nó có cái đâu, không phải một cái đâu. Không phải là có cái cục đó là bao nhiêu gram, bao nhiêu kilo gì đâu. Mà nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì. Thế thì gọi là thức âm thì nó lại gồm chia ra nó thành ra 8 dạng khác nhau. Cái thì nó tác động vô đây thì nó làm cho người ta nhìn được cái sự vật, phải gọi là nhãn. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này, cơ quan này thì làm cho ta nghe được thì gọi là nhĩ. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này thì ta gọi là tỷ thức. Cái tác động vào lưỡi để cho ta biết mặn lạc chua cay, ta gọi nó là thiệt. Cái mà rờ vô dày, ta biết nặng nhẹ trơn lắm, trơn là láng, rít, là nhám, là cứng, là mềm, nóng, là lạnh, thì ta gọi là thân. Cái mà nó tác động vào trong cái bộ phận của cái đầu của ta, cái những diễn bên trong, ta gọi là cái ốc đó, thì làm cho ta biết đó, thì cái đó gọi là ý thức. Được cái công dụng mà nó làm cho ta nó duy trì cái công dụng chấp ngã, là chấp ngã ghê gớm của con người đó. Con người ai cũng chấp ngã chứ. Chấp mà mới bắt đầu mà sinh ra cái lên là quẹ đó, là nó biểu lộ cái chấp ngã đó. Mà ôn như hầu nó là thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra đó, là cái biểu hiện chấp ngã đó. Bởi vì từ trong cái bụng á, ở trong cái thai nhi nó khác, mà nó ra cái không khí của bên ngoài á, nó khác. Cho nên là hãy sinh ra là khóc liền lập tức. Mà đứa nào không khóc là đứa đó coi chừng là khó nuôi đó. Bởi vì nó không còn sức lực để nó khóc được nữa, là nó bệnh hoạn rồi, yếu đuối rồi đó. Còn ở đứa mạnh bình thường hả, sinh ra là phải khóc. Nó mang tiếng khóc ban đầu mà này. Đó là biểu lộ cái ngã ái đó. Cái ngã ái chấp khác với cái mức sống bình thường, sự ổn định của nó bình thường, nó la lên là ngã. Bạn ta thích là nó biểu lộ qua nó. Rồi sau đó ta thì đụng nó hay là không giữ gì, nó khóc, nó la, nó giải dụa, nó
là mạn na. Rồi còn cái sự sống của nó là thở, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn trong cuộc sống đó, thì cái đó là a la da, luôn luôn là thường xuyên duy trì. Thế thì gọi là thức vững, nó làm cho con người sống tồn sinh. Mà cái thật thức vững, có ai biết thức là cái gì? Cho nên thức vẫn là vô. Học cái này mình mới thấy toàn bộ là đều là duyên sinh và rất là quyển, rất là mộng quyển cấu tạo lại như là mộng quyển, giống như hình ảnh của tivi nó cấu tạo lại hết sức là quyển quyển ảo. Rồi thì á thọ, thọ khổ thọ lạc, thọ mất khổ mất lạc, tức là thọ vui thọ buồn và không vui không buồn, gọi là ba thứ thọ. Thọ nào có bản chất của cái thọ đâu, mà nội đây có ai không có thọ đâu, nội đây có ai là người không có cảm giác đâu. Thọ tức là cảm giác này, người nào cũng biết cảm giác. Vậy mà tìm ra con người từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn, cho tới khi già, khi chết, tìm ra cái cảm giác của con người nó trú ngụ ở chỗ nào, nó là ở chỗ nào và nó là màu gì, sắc gì, không bao giờ ai tìm có. Thế là thọ quẩn vô. Tưởng quẩn là tri giác, nhận thức sâu hơn, kỹ càng hơn, hiểu biết rõ hơn, thì cũng đố ai tìm tưởng. Cái tưởng tượng đó nó chứa ở trong cái gì đó. Hành quẩn là sự tạo tác. Sự tạo tác kêu bằng là tập khí như một lưu. Cũng đố ai tìm cái tập khí đó, nó tồn lưu ở đâu, nó tích lũy ở đâu. Thế thì ngũ quẩn vô ngã, từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã. Bởi vì lục căn là nó nằm ở trong sắc. Từ lục căn vô ngã ta thấy ra lục trần vô ngã. Lục trần cũng là nằm trong sắc. Rồi từ ngũ quẩn vô ngã ta thấy được lục thức vô ngã. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị vô nhãn giới đại chi mũi thế giới, tức là từ ngũ quân vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã, ta thấy được lục trần vô ngã, ta thấy được lục thức vô ngã. Ngũ quân vậy đó, dựa trên cơ sở ngũ quân mà ta thấy. Mà cái vũ trụ này nó tồn sinh, nó hiện hữu là do lục căn, lục trần và lục thức. Nếu mà xé lẻ ba cái đó ra thì không có cái cõi đời này. Thấy cho nên cơ sở của tự nhiên đó phải tư duy, phải quán chiếu chưa, đó là nói về pháp hữu vi đó. Còn nói về pháp vô vi, pháp xuất thế gian thì thập nhị nhân duyên vô ngã, tứ đế vô ngã, bồ đề vô thượng cũng vô ngã. Thành ra mình phải tư duy quán chiếu để chi, để thấy được là nhất thiết pháp vô. Vì vậy cho nên là cái chủ yếu là nhận thức chân lý vô ngã, từ đó mà phải tu tập. Mà cái bắt đầu tu tập là phải tu tập cái sự thiện, phải tập ly thôi. Chúng ta đau khổ vô cùng vô số kể là tại vì chúng ta chưa có một niệm ly. Cho nên là tôi nói bây giờ là tôi đúc kết lại, bởi vì các vị nghe mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi phải đúc kết cái phương pháp ứng dụng. Chắc gì phải thấy được cái chân lý vô ngã rồi, từ vô ngã mà thấy lục căn vô ngã, lục căn vô ngã, lục căn vô ngã, rồi thấy được lục thức vô ngã, bát thức còn vô ngã, lục thức thì làm sao có ngã được? Bát thức nguyên cái vô ngã kia mà. Rồi là căn trần thức vô ngã, rồi là những cái tâm sở hữu pháp, tức là cũng nằm trong ngũ quẩn. Tâm và tâm sở hữu pháp đều vô ngã. Thế thì là tất cả những cái có đây là cái có
mà nó thành ra là kết thúc của nó là nhất thiết hữu như pháp. Như ông, như Nguyễn, như Bào, như Ánh, như Lộ, như Bao Tiêu, như Cả Thắng, Bào Thành, như Diễn Diễn, như Thủy Trung Nguyệt, như Cảnh Trung, Trung Độ, Giả Pháp Giai, Giai Cộng, chỉ vì duyên sanh như nghiệp. Từ đó mà mình khởi ra ý niệm ly. Mà nếu mình không khởi ý niệm ly thì coi như mình học đạo Phật không hợp rồi đó. Coi như là mình bệnh mà mình không chịu uống cái thuốc ngũ hành không hợp. Còn ở mình nghe cái đó mà mình thấy mình bằng lòng, mình tư duy quán chiếu mình nói đúng rồi đó là mình bằng cái tâm ly, đó là hợp thuốc. Mà uống thêm ly để nó sanh ra hỷ lạc, mà uống ly thì phải cộng thêm thì tính như thế, tính là tư duy quán chiếu để nhận thức thêm chân lý, tăng trưởng mãi do định mà nó sanh ra cái gì là cái vui của cái ác. Rồi cái thứ ba là ly hỷ lạc, nói tóm là ly cái hỷ lạc của hai món trước, mà mình ly nó mà mình vẫn có được an vui. Cái an vui này không cần phải nói xa rồi cái gì nữa hết, mà tự mình có cái an vui tự tỉnh tại, gọi là ly hỷ, ly hai cái hỷ lạc dưới mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc này người ta gọi đó là tức là tới cái giai đoạn mà không cần để cái tâm mà mong cầu nữa, cái bằng gì nữa, vô tác diệu hành, nó tới cái công dụng vô công dụng, không còn công dụng nữa, vô công dụng hành gọi là vô tác diệu hành, đó là ly hỷ diệu lạc. Cuối cùng rồi là xả hết. Cái niệm của chúng ta chỉ còn là cái niệm thanh tịnh mà thôi. Đó là phải tập tu tứ thiền là vậy. Hồi mấy mươi năm trước là thực sự là không nói được. Học rồi mà không nói được. Không thấy cái hay của tứ thiền. Còn như mấy mươi năm rồi á, bồi dưỡng rồi ứng dụng rồi tu tập á, bây giờ thì tôi nói cho các vị nghe đây là rõ lắm đó, nhưng mà các vị nghe thì dễ hay là khó chịu biết tùy người, cho là chỉ nghe đó mà nguyên tắc là phải làm như vậy, để tử phật là phải làm vậy. Cho nên tôi rất buồn, tôi rất lo là anh em bè bạn của tôi ông nào học ra rồi cũng đi tạo lập 10 cái chùa, 15 cái chùa để làm cái gì? Rồi ông nào cũng kiếm xin cái chức tốt này chức kia trên thế giới, chức này chức kia xin tùm lum. Mà thứ nhất là khi mà qua Mỹ rồi đó, thì ông nào muốn xin cái chức trời thần gì Mỹ cũng không bao giờ lấy. Cho nên độc đáo là muốn nói cái ông gì đó nói à. Còn chùa của mình đó thì có căn nhà thôi, mà muốn để cái chữ gì cũng được. Đây là cơ quan đào tạo của tăng già thế giới cũng được, mà có căn à. Mấy không có này. Vấn đề là một đạo anh tới là anh phải có cái sân đậu cỡ mấy chục chiếc xe, thì anh phải chứa cho đủ trong sân. Anh đừng đậu ngoài đường. Đậu ngoài đường là tụi tôi kêu đi bắt vậy thôi. À, còn anh muốn xưng gì anh xưng. Cho nên tự do của Mỹ là kiểu đó. Còn tụng kinh mà anh bắt loa đó là tôi kêu lính bắt ngay tức khắc. Anh nói gần tôi mà anh bắt loa là tôi kêu lính bắt. Mà lính lợi ngay tức khắc. Anh tụng thì anh tụng, anh tu là anh tu cũng xa hết. Nhưng mà anh rinh anh nói qua từ đây, bắp đây giống như là nhà quê người ta bẹo. Ta muốn bắp qua từ, ta treo ba củ khoai, người ta cầm ra mới xong. Rồi tôi bắt hai ba cái bắp rồi cột một chùm rồi cầm bẻo ra xong. Tôi bắt
nhà tôi làm tôi kêu lên mặt. Cho nên các vị đi chùa đừng có ham tụng lớn, đừng có ham mấy ông thầy tụng lớn, lớn là do máy. Chứ mấy ông thầy đó cũng nói vậy thôi à. Mà rồi mình thấy ta tụng lớn cái này mình bỏ thêm tiền, mình cúng thêm tiền đó hả? Lỗ thôi. Lớn là do Nhật Bản, là do Đại Hàn, do Trung Quốc. Ta làm âm ly, ta làm loa, nó ra lớn vậy đó. Chứ còn đừng có ham. Tôi mà, chùa tôi mà, nếu mà tôi có chùa mà ai bắt loa là tôi kêu lít bắt à. Bởi vì cái đạo Phật người ta tu thiền chứ ai đấy là alo la thế là cái gì? Cho nên nó khổ quá đi. Anh em tôi đông lắm tôi biết. Và hiện giờ anh em ở chung có, không ở chung có. Lo xây dựng chùa chiền đó là một cái 5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ không à. Nhiều lắm. Mà người Phật tử phải đi sâu vào đạo Phật. Cái đó là hồi nãy là tôi nói về vấn đề là muốn tu giới là phải dựng cái Bồ Đề Tâm. Những Bồ Đề Tâm để nhận thức được chân lý phải giác ngộ trước rồi mới coi giải pháp. Phải giữ Bồ Đề Tâm. Và giữ Bồ Đề Tâm là phải tu định. Để mà tu định ra nó mới có thiên quả. Cho nên giữ giới là giữ cái gì? Sự thật giữ giới là chỉ kiểm điểm lại ba cái nghiệp hiện là thân khẩu vậy, phát huy ba cái nghiệp thiện cũng của thân của khẩu của ý đấy. Chứ còn giới nó nhiều lắm, làm sao mà nhớ cho hết. Giới tiểu thừa, giới tỳ kheo đó thì nó nhiều. Còn giữ những ba cái nghiệp thiện của thân của miệng của ý là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói theo dệt, không nói là độc ác, là bốn cái nghiệp ác của là bốn cái nghiệp lành của miệng. Và ý là không tham, không sân, không si. Giữ được 10 cái điều đó thì gọi là mình tu tập thiện nghiệp, là mình là người giữ giới đó. Bằng trái lại, giết người, trộm cướp, tà dâm là ba cái nghiệp của thân mình không giữ được, không làm lành được là mình phạm giới. Phạm giới của đạo Phật cũng tức là phạm giới cái quy luật sống chung của xã hội. Cho nên là tu tội thì đủ thứ, đau khổ đủ thứ. Miệng nó láo, nó đâm thọc, nó theo dệt, nó là hung ác, ý thường khởi niệm tham, niệm sân, niệm si. Coi đó là 10 cái ác nghiệp. Thế thì cái người mà giữ 10 cái ác nghiệp, không làm đến các điều ác, nhưng làm các việc lành, là phát huy 10 cái niệm lành như vừa nói. Thế là chư ác bản tác chúng thiện phụng, thành tự tịnh kỳ ý. Ý chí của mình tất được là 10 điểm ác, làm 10 điểm lành, thì cái ý tâm ý mình thanh tịnh đó là lời của Phật dạy là mình giữ giới rồi đó. Đó cho nên là tôi giới là tôi dạy cho ông hơi nào nhớ tới bốn cả 200 mà sao nhớ. Chưa kể là đại thừa người ta dùng có 3 câu thôi là nhiếp luật kỳ giới, tu thiện pháp giới, chiêu ích hữu tình giới có.
ba câu. Tiếp tiểu thừa thì người ta nói ra ta phải thập giới, phải thập chi ly ra ha. Còn đại thừa tức là cái người lớn mà, cái người học cao mà, ta cô động lại giếp luật gì giới. Tức là anh phải để tâm, anh kềm giữ thân, ba nghiệp thiện của thân anh phải giữ, ba nghiệp ác của thân anh phải tránh, bốn nghiệp thiện của miệng anh phải phát huy, bốn nghiệp ác của miệng anh phải xa lìa, ba nghiệp không tham không sân không si của ý anh phải bồi dưỡng, còn tham sân si anh phải cắt đứt nó đi. Thế thì ta gọi là chư ác mạt tán. Các điều giữ anh đừng làm, giữ trên thân khẩu ý của anh chứ không có đâu. Mà giữ được thân khẩu ý như vậy thì gọi là nhiếp luật nghi. Anh cột thân khẩu ý của anh ở trong cái oai nghi đó, cái phép tắc đó là giữ giới rồi, thì gọi là nhiếp luật nghi rồi. Rồi anh phát huy về cái mặt thiện, anh làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì ta gọi nó là tu thiện pháp giới. Giới là tu thiện pháp, là anh làm những cái việc của thân, của miệng, của ý mà vì mặt lành, để lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì đó ta gọi là tu thiện pháp giới. Giới là cái đó đó. Rồi một mặt nữa, rộng hơn nữa là gọi là nhiêu ích hữu tình. Giới. Giới là gì? Là anh làm cái việc và lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Gọi là nhiêu ích hữu tình, lợi lạc cho hữu tình. Đó là anh tu giới rồi. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, đang niệm giới là niệm thể. Giới của Đại Thừa, ta có ba câu thôi, chứ lực nghi. Tu thiện pháp, nhiêu ích hữu tình, có ba câu. Ba câu đó là gần bên trong thân khẩu ý. Để như vậy mà tu chứ không có cầu nguyện cái gì hết á. Nó gian sinh, nó có lại lâu không có khấn. Tôi nói hoài như đó là người ta ghét dữ lắm. Nhưng mà ai ghét là lỗ thôi. Đạo Phật không hề có gian sinh mà được, không hề có khấn mà được. Lại lục cực khổ cũng không hề như vậy mà Phật thức sống. Thế nên lại lục cũng không được. Thế giới đó, Phật thì Pháp thường ta niệm giới. Bây giờ ta niệm thí. Niệm thí là mình bố thí đó. Bố thí là cho đấy. Sự thật là cái bố thí là cho đó, là một cái sơ cơ của cái việc mà gọi là bố thí. Cho nên là mình để ý, người ta gọi là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng tỳ trai. Mình không tham là mình đã thí rồi, không tham hơn cả bố thí cơ. Còn bố thí mà tham thì trong kinh Bất Dụ có nói một cái ví dụ, ông vua đó ông trị phạt người ta, ông bắt người ta, nghĩa là ông trị phạt, ông lóc thịt, ông hành hình người ta, người ta đau khổ, người ta than quán ông. Rồi quần thần mới tâu nói về nhà vua và trị phạt cái kiểu này là có vẻ tội ác quá, cho nên cái người kia họ tham quan quá. Vua nó thôi được rồi, tao biết rồi, vậy thì người ta lóc của nó có 2 kg thịt à, không bây giờ đem lại 5 kg thịt trả lại cho nó đi, thì lấy 5 kg thịt của những cái tên tử tội khác để bù đắp cho nó đi.
nói, trời ơi, bệ hạ ơi, bệ hạ, trị phạt kiểu đó, chết em. Ngài lắc cho người ta 3 ký rồi ngài lấy người ta thịt của người ta tự nổ khác rồi đem cho 5 ký, thì cái thằng này, cái thằng bị lắc 3 ký thì nó còn được cái gì, nó làm sao nó đau, hết đau được. Là mình bố thí, mình khủng hoảng, mình làm những điều tội lỗi là mua gian bác lận, rồi nào là tham nhũng, rồi lừa bịp, rồi đủ thứ tiền bạc, rồi đem bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu vậy để đi làm cái việc bố thí cho người khác. Thì cái sự khủng bố mà làm cho người kia, người ta đau đớn, người ta nghèo nàn, người ta nói khổ đó, lấy cái gì mà bù lại cho những người kia, bỏ ra một mớ vậy đem cho người này thì đâu có đền đáp được cái sự đau khổ của những người bị khủng bố, bị bố thí. Cho nên là không tham thì nó hơn bố thí. Còn cái giữ gìn thân miệng ý cho nó trong sáng đó, nó thiện đó, thánh thiện đó, là hơn ăn chay. Có chừng trong hàng ngũ chúng ta có người ăn chay kỹ lắm nha, ăn chay kỹ mà không hiểu cái ý nghĩa ăn chay thì coi như hoàn toàn không có lễ. Ăn chay thật kỹ, chén mà lấy chén mới trong tủ ra ăn, chén không ăn chén bình thường của con cháu, rồi đũa chén thì ăn chay kỹ lắm mà không biết cách. Tệ hơn là không ăn chay. Cái đó là chỉ có tiền. Cái này là tôi nói hoài. Có nhiều vị là ăn chay trường đó. Vì thương con thương cháu á, để đi vô cái chỗ bắp cúc, mua lửa bớt cho con nè, mua mấy cúc mập, mua là ngay bánh trùng, để về để roti cho con cháu nó ăn. Rồi đi mua, đi mua ốc, đi mua kẹ, đi biển, để chỉ mua cả lần mấy ký, để cho con cháu ăn, mà bản thân mình ăn chay. Cái đó có thiệt đấy. Chỉ có cái điều là tôi không dám nói tên, là nghe nó trị tội nghiệp người ta. Chứ có người ăn chay vậy. Chỉ vì thương con, chỉ vì thương cháu, chỉ vì thương chồng, chỉ vì thương vợ, mình chiêu chuộng cái kiểu gì mà mình ăn chay thường. Cho nên là cẩn thủ hơn ăn chay. Chưa kể là mình đừng làm những cái điều tội lỗi của thân, của miệng, của ý mà không cần ăn chay. Mà xin mở cái hoàng không cần cái chai đây, có nghĩa là mình đã mua cái đồ mà chợ ta làm sẵn mình ăn là tốt hơn. Mình phải tập cho mình là bớt đi cái việc mà thường giết hại sinh mạng. Bởi vì giết hại sinh mạng ban đầu, giết hại sinh mạng nhỏ được, lần lần mình giết sinh mạng lớn được, lần lần mình giết tới giết người nó cũng quen đi, là không ngán. Cho nên mình tập hạn chế sát sinh là quý. Còn các vị cứ dễ bình thường ăn, mua ăn. Cái đó là Đức Phật đã khen ngợi rồi. Vô cầu thân bố thí, không tham hơn bố thí. Giữ gìn thân khẩu ý cho tốt hơn là mình ăn chay trường. Còn nếu như giữ gìn thân khẩu ý tốt rồi mình ăn chay trường nữa thì cái chuyện đó là gần thành Phật rồi, chuyện đó tốt rồi. Thôi hết giờ là gần đây vậy. Thành vô biên thành biên độ biên nào vô phật thành biên toàn thân môn vô lượng thể biên học Phật đạo vô phương thể biên. Thank you.